Alo, và chúng ta sẽ cùng đến với trận thiếu tiếp theo. Màn máy Greg đến từ cầu thủ Gunny, bên kia là người cầm Yamato. Như vậy là Greg phải đối đầu với Yamato, một kèo tương đối xương ở trong cái map la này. Xương nhưng không phải không có cửa, khi mà bên kia là Yamato cũng là một quân thuần chém thôi. Nhưng mà Yamato thì là người có thể chuyển được cung A, còn bên này là Greg vẫn chỉ để đánh châu chém hoặc là chuyển Y thôi. Vâng, nói về cái trình, nói về quân của hai bên thì chắc chắn là Yamato là người lợi thế hơn Greg quá nhiều rồi. Khi mà Yamato thì dân làm việc nhanh hơn, mà còn nếu anh chém thì những con chém sinh ra thì nó rẻ hơn và lại có thể chuyển được cả cung A. Và rõ ràng là Yamato là người lợi thế hơn. Nhưng trong map solo thì chúng ta sẽ còn phải đánh rất, vâng, còn phải đánh rất nhiều bài. Có rất nhiều bài mà Yamato và Greg có thể chiến thắng được Yamato đó. Vâng, ví dụ như là cái bài mà, vâng, còn thủy được bên kia đánh cái gì nữa. Ví dụ bên kia đánh một cái bài mà đánh chém thì chúng ta có thể công phù. Đánh chém anh cung thì cũng để có để có thể công phù. Họ đánh chém châu chém thì chúng ta có thể đâm y. Vâng, có thể dâng y và đâm y vào nhà đối phương. Nói chung là nó có rất nhiều bài. Chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi xem Gunny sẽ thể hiện như thế nào. Tiếp tục đi dò, đã thấy một bãi cỏ phụ, như vậy là đây là con voi. Vậy là Gunny có một cái bài mà một bãi hiêu, một con voi và một bãi quả. Một bài thì gọi là đủ đồ dành cho Greg thôi, không quá nhiều, còn không quá thừa thãi, chỉ vừa đủ. Và nếu như Gunny ép top ở tốt ở trong trận thiếu này thì Gunny sẽ là người kích khoảng tầm 10 rưỡi, sẽ là tầm 10 rưỡi nếu như ép tốt. Còn nếu như ép, vâng, như vậy là thêm một con voi nữa. Vậy là khả năng 10 rưỡi đang là rất cao khi mà có hai voi thì lùa về nhà. Mặc dù nó hơi muộn màng nhưng mà có còn hơn không. Và có bạn nào đang, vâng, các bạn đang thắc mắc là chưa xem được thì các bạn hãy xem bằng, vâng, các bạn hãy ấn F5 lại là được. Ngày hôm nay thì kênh talk nó đang bị lỗi nên là chúng, nên là chúng ta không thể đẩy lên talk được, và chúng tôi sẽ phải, đã phải đẩy lên một cái kênh, một cái kênh khác để có thể cho các bạn xem một cái kèo đấu thực sự là hay và mượt mà. Và bây giờ đang cố gắng luồn hiệu cùa vòi về thật cẩn thận. Thằng dân, nông dân đã bị một hit. Như vậy là Gunny quyết định đánh nhiều hơn 23 dân. Cẩn thận, cẩn thận, tôi này, vâng, thật nguy hiểm. Bên kia đây He, nếu như một bài mà quá kín hoặc là lên quá sớm thì He sẽ là người đánh thẳng cung A, thì Greg sẽ rất khó đỡ. Một bài lên bình thường thì chắc là He sẽ đánh chém thôi. Và tất nhiên hai bên sẽ thủ phù khi mà hai bên đều là những quân thuần chém. Gunny đang muốn đánh một bài mà, vâng, chém không, như vậy tưởng là một bài chém 2S. Nhưng không. Ba con hiêu, 5 con hiêu ở trong trận đấu này dành cho cái bãi hiêu phụ. Không, như vậy là Gunny đánh 24 dân thôi. Tưởng chừng như Gunny đánh nhiều dân hơn, nhưng không, Gunny chỉ đánh 24 dân. Trận đấu trước là một cái trận mà Gunny lên quá sớm, vâng, 9:46, nhưng mà bài, vâng, bài anh không được khỏe nên là trong thời điểm đầu đã để bo He bo hết sạch. Nếu như cái bài đấy mà anh lên mà anh có con ngựa giò công giáp thì nó lại là một cái chuyện, một câu chuyện rất là khác. Bây giờ chuẩn bị, vâng, tăng thêm một chút gỗ, và tôi nghĩ từ gỗ sẽ đủ thôi. Và bây giờ các bạn hãy chờ một chút để mình có thể chỉnh lại cái các cái khung cho nó thực sự là hoàn mỹ. Đây rồi. 30. Rồi, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại trận đấu. Một trận mà vòng cuối 10 Gunny mới thể kích được rồi. Bây giờ thì đi đào vàng. Nhà Gunny cũng tương đối khung đấy. Nhưng bên kia sẽ như thế nào? Và bên kia He đang điểm số rất cao, 25 dân đến từ He.
không biết chỉ số giò là bao nhiêu. Anh em dần của He vẫn có thể đánh cung và cũng có thể đánh chém. Và nếu như Gunnibon này thì khả năng He sẽ là người đánh chém rồi. Nhà He ở góc 6 rồi, lưng cấp là vàng. He lên sớm hơn Gunny rất nhiều. Vâng, đã bị... Vâng, như vậy là bị hở bẫy gỗ. À không, bị hở bẫy vàng. Một cái vàng cực kỳ chí mạng đến dành cho Gunny. Hơi tiếc trận thiếu này. Và như vậy là Gunny resize tỷ số là 2-0 ở dành cho game thủ He ở trong siêu đấu đầu tiên thể loại random này. Tương đối nhanh sau hai trận. Trận này He lên quá sớm. Và trong gió đúng ở cái bãi vàng của Gunny, và Gunny sẽ quýt luôn.